Chúng ta đang theo dõi nội dung đẩy tạ nữ trung học phổ thông B Duy Tiên Đại hội khỏe phổ động năm 2024 tỉnh Hà Nam. Và đây là nội dung chung kết đẩy tạ nữ. Đây là đẩy đầu tiên của khá tốt. Đấy đèn nhiều nhẹ đi. 7m45. Này thế nó ít đi nhanh. Đấy là tập thôi. Tiếp theo là lượt đẩy đầu tiên của vận động viên Thanh. Trong lượt đẩy đầu tiên, đây là nội dung thi đấu chung kết. Và đẩy khá tốt. Bảy mét không một. Tiếp theo là pha đẩy đạ lần một của Yến Nhi. Pha đẩy vẫn không được tốt lắm. Sáu mét chín tư. Nhỏ tí. Em ơi, đang quay ngồi gì không đang đấy. 7m71. Hoàng Hảo thi kìa, Hoàng Hảo ơi. Dạ. Tiến Tiếp theo là thi đấu của Vũ Thị Hoàng Hảo B Duy Tiên. Hoàng Hảo sẽ thi đấu lượt đẩy đầu tiên. Trong vòng loại thì Hoàng Hảo đang là người có thành tích tốt nhất, đang vận động viên thành tích tốt nhất với 9m52. Và bây giờ mọi người đang hy vọng là Hoàng Hảo sẽ có thành tích tốt hơn trong chung kết này. Lúc cần gì phải dẫm vào ván đâu. Nhưng mà tại vì cái sân này cái ván nó cứ thấp cứ lên. Phẳng bằng bằng ấy. Thế sao người ta mỗi mình người ta nhảy đến mình nhảy mình người ta quen rồi. Lạnh sớm. Em thấy cái đường chạy này trông như cứ không được tốt. Như vậy thì pha vừa rồi Vũ Địa Hoàng Hào đã bị trượt đà và có pha đẩy không được tốt. 7m23, một thành tích khá là thấp, cách khá xa so với thành tích trong vòng loại. Tiếp theo là lượt đẩy của vận động viên Thanh Hương A Duy Tiên. Đây là vận động viên mà đã đứng thứ 8 trong số 8 vận động viên lọt vào chung kết trong vòng loại vừa rồi. Và đẩy không được tốt, có vẻ như vận động viên này đã xuống sức so với vòng loại. 7m38. Tiếp theo là vận động viên Trà My đang thực hiện lượt đẩy đạ đầu tiên. Khá tốt. Một pha đẩy đạ rất là tốt. Lấy quả đấy năm ơi. Ấy chưa? 9m34. Như vậy đây là vận động viên đang đạt thành tích tốt nhất trong lượt thi đấu đầu tiên của vòng chung kết. Tiếp theo là vận động viên nữa. Đây. Cái cỏ ra, cái cỏ ra. Đi lên. Khá tốt, một pha đẩy tạ vừa được đây. Rất tốt. 8m74. Như vậy là trong lượt đẩy đầu tiên thì Hoàng Hào này đang tụt xuống khá là thấp so với các vận động viên sau. Như vậy là xong lượt thi đấu thứ nhất rồi. Bây giờ để đến lượt thi đấu thứ hai.
Bùi Thu Thảo sẽ đẩy lượt hai. Không tốt và đẩy tạ không được tốt. Đập chân xoay hông. Đập tay. Được. Đập. 7m36. Vận động viên Thanh. Thầy đang mày và đẩy khá tốt. 7m15. Bình tĩnh thôi. Tiếp theo là lượt đẩy thứ hai của vận động viên Yến Nhi. Vẫn chúi lắm. Vẫn không được. Một pha đây vẫn không được tốt. 7m10. Đứng tại chỗ. Đứng tại chỗ. Vẫn không tốt và đẩy vẫn khá thiếu lực. Bảy mét bốn hai. Hết sức rồi. Bây giờ đến vũ Hoàng Hảo. Và đây là lượt đẩy tạ thứ hai của vũ Hoàng Hảo. Và đây khá tốt. Có vẻ như Hoàng Hảo 8m38. Tiếp theo là vận động viên Thanh Hương của A Di Tiên. Em cố lên. Trông anh nó mặc áo cả lỗ luôn. Khá là tốt. Như vậy là đây là pha đẩy bóng có vẻ tốt nhất của vận động viên này cho đến thời điểm này. 7m87. Nó lên đầu rồi. Sao mình không biết là sao. Tiếp theo là viện Nguyễn Trà My. Đây là lượt đẩy thứ hai Nguyễn Trà My. Khá tốt. Một pha đẩy khá là tốt. 9m23. Vậy thành tích khá là tốt của viện ở bên Trà My. Tiếp theo là lượt thi đấu của vận động viên Israel.
Pha đẩy tạ khá tốt. Tám mét chín bảy, một thành tích khá là cao. Đây bắt đầu lần thứ ba, lần thi đấu thứ ba cũng là lần thi đấu cuối cùng của vòng chung kết này. Không được tốt. Bảy mét hai bảy. Rồi Viễn Thanh. Chị đi thi đại khách rồi đúng không? À, này. Đi thi đại khách đi rồi không cái gì nhỉ? Bây giờ chị đang thi đại khách không? 76. 7m16. Đây là vận động viên Yến Nhi trong lần đẩy tạ thứ ba. Bảy mét năm bảy. Tiếp theo là vận động viên Huyền Anh. Khá tốt. Và đây này là pha đẩy tốt nhất của vận động viên này trong 2 vòng. 8m40. Thành tích khá là tốt. Như vậy cho đến thời điểm này vẫn chưa có thành tích của vận động viên nào vượt qua vận động viên Vũ Hoàng Hảo BG Tiền cả. Và đây là lần cuối cùng của vận động viên Vũ Hoàng Hảo. Lần thứ 3 của vòng chung kết, lần cuối cùng. Như vậy trong 5 lần đẩy trước thì Hoàng Hảo vẫn đang là vận động viên có thành tích tốt nhất. 9m52. Công bố mất có tiền ngay từ rồi. Tâm ơi. À thế người nhất đấy. Tiền đấy. Nhất đấy. Nhất đấy. Tâm ơi. Cuối trắng. Lên. Không có, có vẻ như đã xuống sức. Vẫn không có thành tích tốt hơn. 8m22. Như vậy cả 3 lần thi đấu ở vòng chung kết này Hoàng Hảo đều dưới 9m. Dùng như vậy là vừa rồi đã phạm quy, đã bước qua bậc rồi. Tiếp theo là vận động viên Trà My, lần thi đấu cuối cùng của Trà My. 10m là được nhất luôn. 19 được. Và chung kết là nó đuối xuống. Tay này hết sức. Bãi này. Bãi tay. Đấy, con này là quả nhất đây nào. Sâu vào. Bình tĩnh thôi. Hay. Cảm giác cái chuyện kia là nhà mình có thằng ăn trộm gà thì ném chết bố nó đi. Khá tốt, tuy nhiên thành tích có vẻ như thấp hơn lần trước. Cái thằng kia em đừng chạy, cái gì ném chạy.
8:40. Như vậy thì nội dung thi đấu chung kết hiện nay đã tạm kết thúc. Và theo những gì chúng tôi đã biết thì thành tích của Vũ Hoàng Hảo đang đứng thứ nhất và Gia Mi rồi đang thứ nhì. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả sau ít phút nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là vận động viên Lê Lý Trường Kiệt và xin lỗi là còn vận động viên khá là tốt. Vừa rồi là lượt ném cuối cùng của vận động viên Lê Lý Trường Kiệt trong vòng chung kết. 9:11. Như vậy thành tích của Lê Lý Trường Kiệt đã vươn lên đường thứ hai trên vận động viên vừa rồi. Như vậy là vòng thi đấu chung kết đã kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong nội dung khác. Chào mọi người.